Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì bố thí Ba La Mật Đa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì tịnh giới an nhẫn, tinh tiến tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì cái không nội mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì chân như mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì chứng nhập chánh tánh, xa lìa sanh tử mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì chứng đắc bậc bất thối chuyển mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì thành thục hữu tình mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì nghiêm tịnh cõi Phật mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì bốn niệm trụ mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì thánh đế khổ mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì thánh đế tập diệt đạo mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì bốn tịnh lự mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì tám giải thoát mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì pháp môn giải thoát không mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì tất cả pháp môn Đà La Ni mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì bậc cực hỷ mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì nhục nhãn mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì mười lực của Phật mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì 32 tướng đại sĩ mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì 80 vẻ đẹp kèm theo mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì pháp không quên mất mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì tánh luôn luôn xả mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì trí nhất thiết mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vi diệu mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì vượt qua quả dự lưu mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì vượt qua quả nhất lai, bất hoàn, A La Hán
và quả vị độc giác mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì tất cả hạnh đại Bồ Tát mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự sai biệt của các pháp tánh. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì trí chứng thiên nhãn thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì trí chứng thiên nhĩ thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì trí chứng tha tâm thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì trí chứng túc trụ tùy niệm thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì trí chứng thần cảnh thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì trí chứng lậu tận thông mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, sự tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa còn chẳng thấy có, huống là thấy có sự tu hành sáu pháp thần thông của Bồ Tát Như Lai. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: ta dùng trí chứng thiên nhãn thông để thấy sự chết nơi này sinh nơi kia của tất cả hữu tình trong khắp vô số thế giới chư Phật ở mười phương. Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: ta dùng trí chứng thiên nhĩ thông để nghe tiếng thuyết pháp của chư Phật Bồ Tát trong khắp vô số thế giới chư Phật ở mười phương. Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: ta dùng trí chứng tha tâm thông để biết tâm và tâm sở pháp của tất cả hữu tình trong khắp vô số thế giới chư Phật ở mười phương. Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: ta dùng trí chứng túc trụ tùy niệm thông để nhớ lại các sự việc đời trước của tất cả hữu tình trong khắp vô số thế giới chư Phật ở mười phương. Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: ta dùng trí chứng thần cảnh thông để đi đến chỗ chư Phật và Bồ Tát trong khắp vô số thế giới chư Phật ở mười phương để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Chẳng khởi lên ý nghĩ thế này: ta dùng trí chứng lậu tận thông để quán biết lậu của tất cả hữu tình trong khắp thế giới chư Phật ở mười phương, hết hay chẳng hết. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy nên có thể khéo an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn. Tất cả ác ma không tùy tiện được, tất cả phiền não đều được phục diệt, các việc trong đời tùy theo ý muốn. Tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát ở vô số thế giới trong mười phương đều cùng hộ niệm cho Bồ Tát như vậy, khiến chẳng thối đọa xuống tất cả bậc thanh văn độc giác. Chúng trời trong cõi tứ đại thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đồ sứ đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hộ, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, và tất cả thanh văn độc giác trong vô số thế giới ở mười phương đều cùng ủng hộ bảo vệ Bồ Tát như vậy, khiến mọi việc làm không bị trở ngại, tật bệnh lo phiền của thân tâm đều được thuyên giảm, tiêu trừ. Dù có nghiệp tội sẽ nhận chịu khổ báo ở đời sau cũng chuyển thành nhẹ. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì đại Bồ Tát ấy từ bi đối với tất cả hữu tình. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nhờ sức oai thần nên dùng ít gia hạnh mà có thể dẫn phát một cách tối thắng tự tại pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa khiến mau hiện khởi. Tùy theo nơi sanh, thường được phụng sự tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, cho đến khi chứng được điều mong cầu là quả vị giác ngộ cao tột, ở khoảng trung gian ấy thường chẳng xa Phật.
Xá lợi từ, khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cùng tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, nên được vô lượng vô số công đức vi diệu, không thể nghĩ bàn như vậy. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, có sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng, bình đẳng hoặc chẳng bình đẳng giữa Pháp với Pháp. Vì sao? Xá lợi từ, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng, bình đẳng hoặc chẳng bình đẳng giữa Pháp với Pháp. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, đối với Pháp giới ta mau hiện đẳng giác hoặc chẳng mau hiện đẳng giác. Vì sao? Xá lợi từ, vì đối với Pháp giới, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có một Pháp nhỏ nhiệm nào có thể hiện đẳng giác. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy có một Pháp nào lìa Pháp giới, chẳng thấy có Pháp giới lìa các Pháp mà có, cũng chẳng thấy các Pháp tức là Pháp giới, chẳng thấy Pháp giới tức là các Pháp. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, Pháp giới có thể làm nhân duyên cho các Pháp, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, các Pháp có thể làm nhân duyên cho Pháp giới. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, Pháp này có thể chứng Pháp giới, Pháp này chẳng có thể chứng Pháp giới. Vì sao? Xá lợi từ, vì Đại Bồ Tát ấy Pháp còn chẳng thấy có, huống là thấy có Pháp có thể chứng Pháp giới hoặc chẳng có thể chứng. Xá lợi từ, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cùng tương ưng với các Pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy sự tương ưng giữa sắc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với sắc, chẳng thấy sự tương ưng giữa thọ tưởng hành thức với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với thọ tưởng hành thức. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa nhãn xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhãn xứ, chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa sắc xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với sắc xứ, chẳng thấy sự tương ưng giữa thanh hương vị xúc pháp xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với thanh hương vị xúc pháp xứ. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa nhãn giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhãn giới, chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa sắc giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với sắc giới, chẳng thấy sự tương ưng giữa thanh hương vị xúc pháp giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với thanh hương vị xúc pháp giới. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa nhãn thức giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhãn thức giới, chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa nhãn xúc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhãn xúc, chẳng thấy sự tương ưng giữa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thấy sự tương ưng giữa các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa địa giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với địa giới, chẳng thấy sự tương ưng giữa thủy hỏa phong không thức giới với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với thủy hỏa phong không thức giới. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa nhân duyên với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với nhân duyên, chẳng thấy sự tương ưng giữa các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sanh ra với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sanh ra.
Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa vô minh với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với vô minh, chẳng thấy sự tương ưng giữa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ lo phiền với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa bố thí Ba La Mật Đa với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bố thí Ba La Mật Đa, chẳng thấy sự tương ưng giữa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa cái không nội với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với cái không nội, chẳng thấy sự tương ưng giữa cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa chân như với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với chân như, chẳng thấy sự tương ưng giữa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn niệm trụ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bốn niệm trụ, chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa thánh đế khổ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với thánh đế khổ, chẳng thấy sự tương ưng giữa thánh đế tập diệt đạo với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với thánh đế tập diệt đạo. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn tịnh lự với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bốn tịnh lự, chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn vô lượng, bốn định vô sắc với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa tám giải thoát với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tám giải thoát, chẳng thấy sự tương ưng giữa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa pháp môn giải thoát không với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với pháp môn giải thoát không, chẳng thấy sự tương ưng giữa các pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với các pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa tất cả pháp môn Đà La Ni với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thấy sự tương ưng giữa tất cả pháp môn Tam Ma Địa với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa bậc cực hỷ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bậc cực hỷ, chẳng thấy sự tương ưng giữa bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa năm loại mắt với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với năm loại mắt, chẳng thấy sự tương ưng giữa sáu phép thần thông với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với sáu phép thần thông. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa mười lực của Phật với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với mười lực của Phật, chẳng thấy sự tương ưng giữa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng.
Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa 32 tướng đại sĩ với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với 32 tướng đại sĩ, chẳng thấy sự tương ưng giữa 80 vẻ đẹp kèm theo với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với 80 vẻ đẹp kèm theo. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa pháp không quên mất với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với pháp không quên mất, chẳng thấy sự tương ưng giữa tánh luôn luôn xả với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tánh luôn luôn xả. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa trí nhất thiết với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với trí nhất thiết, chẳng thấy sự tương ưng giữa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa quả dự lưu với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với quả dự lưu, chẳng thấy sự tương ưng giữa quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và quả vị độc giác với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và quả vị độc giác. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sự tương ưng giữa tất cả hạnh đại Bồ Tát với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng thấy sự tương ưng giữa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật với không, cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Xá lợi từ, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nếu có thể tương ưng như vậy thì đó là tương ưng bậc nhất với không. Xá lợi từ, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa do vì cùng tương ưng với không như vậy nên chẳng rơi xuống các bậc thanh văn độc giác, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Xá lợi từ, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa trong các tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa là cao tột nhất, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, tối cao, tối cực, vô thượng, vô thượng thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Vì sao? Xá lợi tử, vì sự tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa là cao tột nhất, tức là tương ưng với không, tức là tương ưng với vô tướng, tức là tương ưng với vô nguyện, do nhân duyên này nên được cao tột nhất. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy thì biết ngay là được thọ ký hoặc gần được thọ ký làm Phật. Xá lợi từ, đại Bồ Tát ấy, do sự tương ưng này có thể làm việc lợi ích lớn cho vô lượng vô số vô biên hữu tình. Xá lợi từ, đại Bồ Tát ấy chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta được thọ ký nhất định sẽ làm Phật, hoặc gần được thọ ký, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta có thể nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta có thể thành thục hữu tình, cũng chẳng khởi lên ý nghĩ thế này, ta sẽ chứng được điều mong cầu là quả vị giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm độ vô lượng chúng sanh. Vì sao? Xá lợi tử, vì đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp lìa pháp giới, chẳng thấy pháp giới lìa các pháp, chẳng thấy các pháp tức là pháp giới, chẳng thấy pháp giới tức là các pháp, chẳng thấy có pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy có pháp được Phật thọ ký, chẳng thấy có pháp sẽ chứng được quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy có pháp nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng thấy có pháp thành thục hữu tình. Vì sao? Xá lợi từ, vì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khởi tưởng ngã, tưởng hữu tình, tưởng dòng sinh mạng, tưởng sự sanh, tưởng sự dưỡng, tưởng sự trưởng thành, tưởng chủ thể luân hồi, tưởng người do người sanh, tưởng ngã tối thắng, tưởng khả năng làm việc, tưởng khả năng khiến người làm việc, tưởng khả năng tạo nghiệp, tưởng khả năng khiến người tạo nghiệp, tưởng tự thọ quả báo, tưởng khiến người thọ quả báo, tưởng cái biết, tưởng cái thấy. Vì sao? Vì ngã hữu tình vân vân rốt ráo đều chẳng sanh, lại cũng chẳng diệt, những thứ ấy đã là rốt ráo, chẳng sanh chẳng diệt. Thì vì sao còn phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa và được các thứ công đức lợi ích thủ thắng? Xá lợi từ, đại Bồ Tát ấy, vì chẳng thấy sự sanh của hữu tình nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy sự diệt của hữu tình nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì biết cái không của các hữu tình nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì biết cái chẳng phải ngã của các hữu tình
nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì biết cái không thể nắm bắt được của các hữu tình, nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì biết sự xa lìa của các hữu tình, nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì biết bản tánh của các hữu tình chẳng phải là hữu tình, nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa trong các tương ưng, cùng tương ưng với không là cao tột nhất, cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa là tối tôn tối thắng, không có gì sánh kịp. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát vì sự tương ưng như vậy nên phát huy rộng lớn khả năng dẫn phát mười lực của Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp kèm theo, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên pháp Phật khác. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy nên rốt ráo chẳng khởi các tâm chướng ngại là sang tham, phạm giới, giận hờn, lười biếng, tán loạn, ác tuệ, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật tự nhiên hiện tiền không gián đoạn.